Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng DC Cup. Và đây trên tay của mình hiện giờ đang cầm một cái gấp sau của xe Charlie 84 đèn vuông. Đây là một con xe, đây là cái gấp mình tháo ra từ con xe Charlie 84 đời 96 các bạn. Rất là đẹp nha. Đây, những anh em nào có nhu cầu tìm một cái gấp cực đẹp, nguyên zin mà cực đẹp thì có thể liên hệ với mình nha. Đừng so sánh với những cái gấp mấy chục ngàn hay 100-200 ngàn bán thanh lý trên mạng nha, đừng so sánh với cái gấp này. Đây, chúng ta coi sơ qua. Nước sơn của nó nguyên zin đó các bạn. Nước sơn nguyên zin chưa dặm nha. Đó, dành cho anh em nào gắn xe zin. Rồi, xe lô thì các bạn mua cái gấp này hơi phí tiền nha. Đó, rất là đẹp, nhìn bên trong nè. Rất đẹp nè. Đó, đây là cái gấp của xe Honda 84 nha. Đây, CB2MT rất là đẹp nha các bạn. Đây, rất đẹp. Cái cốc bi của nó còn nguyên nè, cốc bi zin luôn nha. Đó, chưa có bị quát nha các bạn. Rất là đẹp. Đấy. Rồi, những anh em nào có nhu cầu mua phụ tùng zin cúp hoặc Charlie mà đồ siêu đẹp, các bạn liên hệ với mình. Còn muốn đồ xấu, đồ rẻ thì liên hệ số khác nha. Ai là phương thức mua hàng của bên mình là chuyển tiền trước nhận hàng sau, không ship code, ở xa thì chuyển tiền trước nhận hàng sau, hoặc nhờ người thân qua bên shop của mình lấy giùm ha, rồi chuyển cho các bạn. Còn nhớ anh em nào ở khu vực Sài Gòn qua cầm nắm tận tay sau đó lấy nha. Ok, và mọi thông tin các bạn có thể trao đổi với mình qua Zalo qua số điện thoại phía trên. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video Phụ Tùng riêng, để mỗi khi mình có sản phẩm độc lạ lên chúng ta sẽ xem liền được nha. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn. Xin mến chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn lại quay lại với kênh Phụ Tùng DC Cup. Đây là một cái chân chống đứng của xe Honda Charlie 84 nha. Ok, và trước khi theo dõi cái sản phẩm các bạn nhớ đừng quên nhấn vào nút đăng ký để coi video tiếp theo nha. Đây là cái chân chống đứng của xe Charlie đèn vuông nha các bạn. Đây là cái chân chống do mình tháo xe ra, hàng tháo trong xe ra. Đây, bao đẹp cho các bạn, nước sơn bao zin cho các bạn nha. Đây, hàng chuẩn bao đẹp. Đấy, nó khác với những cái cây chống đứng mà hàng cũ tháo xe ra nó khác nha. Đây là hàng tháo xe đẹp cho nên nước sơn của nó còn rất là đẹp nha các bạn. Đó, nước sơn của nó còn rất là đẹp. Giờ gắn vô xe thì cái chân chống đứng này nó dành cho anh em nào có con xe nguyên zin mà đẹp, chúng ta gắn chân chống này nha. Còn nếu xe của anh em mà xe đi chợ, xe đi chơi, xe đi làm, xe bà ngoại đi thăm ông nội thì mua cái chân chống khác gắn vô, có thể là mua cái chân chống lô tầm khoảng 20-30 ngàn, chúng ta gắn vô cho nó hợp cái xe. Còn đây là cái chân chống zin, giá nó khá là mắc tiền. Cái thứ hai, zin là một phần, cái thứ hai nó rất là đẹp, rất là đẹp nha. Hiếm để kiếm được cái chân chống mà nguyên zin mà đẹp. Đa số các bạn mua trên thị trường sẽ là chân chống không còn sơn zin và bị xét nha. Còn đây là chân chống với sơn zin và đẹp. Thì hàng bên mình bán dành cho những anh em sưu tầm xe. Các bạn lưu ý nha, tất cả những hàng bên mình bán là dành cho những anh em sưu tầm xe, cho nên đồ nó cũng khá là cao. Đấy, mình cũng đã từng tham gia rất nhiều diễn đàn trên Facebook, các hội nhóm xe cúp này nọ. Mỗi lần mà đưa sản phẩm của mình lên thì mấy trẻ trâu vô sẽ chửi banh xác luôn, sẽ nói là xe thằng này gắn kim cương nên bán giá trên trời. Xin thưa ý các bạn là mỗi người bán có một cái thị trường riêng ha, nó không có lẫn lộn chung với những thị trường khác nha các bạn. Nên anh em lưu ý là những anh em nào có nhu cầu sản phẩm đẹp anh em liên hệ bên mình, còn muốn sản phẩm rẻ gấp đôi hoặc rẻ 1/2, 1/3 các bạn có thể search trên Google rất nhiều, hoặc là các bạn vô những cái tiệm sửa xe đồ cũ cũng khá là nhiều đồ các bạn có thể mua được ha. Đây là một cái chân chống Charlie rất đẹp dành cho anh em có xe đẹp gắn xe nha. Rồi, và đừng quên là nhấn vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video Phụ Tùng riêng. Đồng thời là phương thức mua hàng của bên mình là ai ở Sài Gòn chúng ta qua trực tiếp shop của mình để lấy, ai ở xa thì nhờ người thân qua lấy, còn nếu không có người thân thì vui lòng chuyển tiền trước bên mình ship bưu điện nha. Không ship code nha các bạn, lưu ý không ship code, bên mình chuyển tiền trước bên mình ship hàng.
Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi kênh video Full Tập Cup. Xin cảm ơn tất cả các bạn.